Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19, đều là người thân của bệnh nhân 551.348 ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. 4 bệnh nhân mới ghi nhận gồm bố mẹ và hai con của bệnh nhân 551.348, ghi nhận tối ngày 7 tháng 9, đã tự ý đi chợ tại Hà Nội trong thời gian cách ly tại nhà. Đáng chú ý, hai con của bệnh nhân đang là học sinh trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Trong các ngày 2 và 6 tháng 9 có đi chơi với 11 bạn, riêng ngày 5 tháng 9 ở nhà. Vì vậy, có thể thấy chủ trương của tỉnh cho các trường khai giảng và học trực tuyến là hết sức đúng đắn, hiệu quả, tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 246 ca bệnh, hiện còn 12 ca đang điều trị. Đến chiều nay, ngày 9 tháng 9, gần 1.100 mẫu xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao ở xã Yên Phú có kết quả âm tính lần 1.